Hiện tại ngay bây giờ về cái chuyện COVID-19 xảy ra trên nước Mỹ, nhiều tiểu bang họ coi đây là giống như chiến tranh gì đó để mà đấu lại cái COVID-19 hiện tại ngay bây giờ. Đây là ông thống đốc ở bên New York, ông nói về chuyện này. Thống đốc ở New York, ông nói cho biết hiện tại ngay bây giờ New York đã xài hết tất cả những cái thuốc ngừa mà họ đang có rồi. To date, week 1 to 5, we are now starting to receive week 6. Ngay bây giờ thì đang đợi thêm cái thuốc ngừa kế tiếp nữa là của tuần thứ 6. Cái thuốc ngừa của tuần thứ 6 thì có lẽ là tuần sau mới gửi tới đó. This is really horrible. This woman clearly frustrated after securing an appointment. Đây là nhiều người họ cảm thấy rất là khó chịu, giống như bà này, bà cảm thấy rất là khó chịu. Bà đã gọi make appointment đâu ra đó rồi, hết trơn rồi, tới ngày hôm nay thì hết thuốc ngừa, giống như bà lại đây bà complain, bà nói về chuyện này. Brooklyn, only to be turned away. There was like no signage on the street. Và bà nói giống như không có công bằng, bà đi tới đây, bà đứng đâu ra đó, xong tới đây rồi mới biết là chỗ này nó đóng cửa, tại vì hết thuốc ngừa để chích. Và bà nói không có được công bằng, tới rồi lúc đó mới nói, một ba là ở đây đã cancel, không có báo gì biết cho tất cả mọi người ra sao hay sao chứ nó làm việc kiểu như vậy, bà đó là bà complain. Và hiện tại thì nhiều tiểu bang trên nước Mỹ cũng đang thiếu về COVID-19, tiền thuốc ngừa. Đây là bên Florida. Từ bên Florida cho tới California, họ nói là Florida cũng hết thuốc ngừa, giống như có nhiều người make appointment rồi, tới đó thì cũng nói hết là kiểu như vậy. Còn ở bên California cũng bị chuyện như vậy. Đây là bà thị trưởng của bên San Francisco, bà nói về chuyện này. Thuốc ngừa không có tới đủ, cho nên chích không đủ cho mọi người, cái gì cũng tới không đủ chân đó, nó là như vậy. Dạ, bên Maryland cũng bị chuyện này đó. Dạ, theo của ông Mayor đó, ông nói cho biết là rất là nhiều người đang cần về cái chuyện thuốc ngừa của COVID-19. Nhưng mà cái số lượng thì hiện tại có rất là ít, cho nên chỉ chích được một phần nào đó thôi. Và đây là cũng nhiều cái hộ gia đình giống như họ rất là khó chịu, tại vì gia đình họ muốn có thuốc ngừa để chích về COVID-19 nhưng mà kết cuộc thì không có. Ngay bây giờ, về cái chuyện của ông Tổng thống Joe Biden, ông mới đưa ra về cái chuyện làm như thế nào để mà có thể thêm thuốc ngừa của trên nước Mỹ về nhiều chỗ khác nhau. Ông đưa ra cái kế hoạch của ông đó. Ngay bây giờ thì CDC họ cho thêm cái thời hạn về cái chuyện mà chích thuốc ngừa đợt đầu rồi chích thuốc ngừa đợt thứ hai cho kéo dài ra bao nhiêu tuần. Và theo CDC họ nói, chích lần thứ nhất rồi, với tỷ như chích lần thứ hai thì phải chích gần cái ngày mà quy định. Giống như họ nói là khoảng cái chừng 3 tuần sau phải chích một lần nữa, thì phải làm giống như vậy thì mới có hiệu quả của thuốc ngừa của COVID-19. But if that's not feasible, vaccines may be scheduled for administration up to 6 weeks after the first dose. Có lẽ là sắp tới nữa thì những cái thuốc ngừa của COVID-19 nó theo cái thời khóa biểu nó kiểu như vậy, nói là chích lần thứ nhất rồi thì có lẽ là 6 tuần sau hoặc là 42 ngày sau mới chích mình lần thứ hai. Is there anything in science to tell us that if you went from 3 or 4 weeks to 6 weeks between doses? Đòi hỏi cái gì có chứng minh của trong về science, về khoa học hay không? Giống như hồi trước thì nói là chỉ cần chích thuốc ngừa lần thứ nhất, sau khi đó là 3 tuần sau chích một lần nữa. Ngay bây giờ thì đang thiếu thuốc ngừa, lại tăng lên là 6 tuần. Nếu như vậy thì có bị ảnh hưởng gì hay không, hay như thế nào? Và làm như vậy có thể bị ảnh hưởng là giống như không có tốt về COVID-19 thuốc ngừa hay không, hay ra sao? Your immune system, primed by the first dose, should remember and should respond very well even after 6 weeks. Theo ông bác sĩ, ông nói khi một người đã chích thuốc ngừa vô trong người thì khi chích cái thuốc ngừa vô thì nó có những cái chất thuốc vô trong người mình, cho nên cái kháng thể của con người mình bắt đầu nó quen cái thuốc đó đi. Thì khi mà nó quen cái thuốc đó rồi thì nó giúp cho mình kháng thể. Sau khi đó mình chích được cái thuốc ngừa cái lần thứ hai, cho dù mấy tuần sau gì đó, thời gian dài một chút xíu cũng không sao, là tại vì con người mình đã quen cái thuốc ngừa cái đợt đầu chích rồi thì chích vô đợt thứ hai, lúc đó thì nó cũng giúp đỡ thẳng luôn, đừng có cách quá xa thôi, nó kiểu là vậy. Dạ, theo ông bác sĩ nói, nhưng mà cái cách đó là không phải cái cách mà ông kêu là mọi người nên làm như vậy, nhưng mà phải chích giống như đúng thời hạn thì tốt nhất. Nhưng mà cái kiểu bây giờ thì nó dày thì nó phải dày thôi. Ngay bây giờ thì đài cũng hỏi hãng Pfizer và Moderna để mà hỏi về cái chuyện mà thuốc ngừa giống như có phải chích đúng giờ hay không, hay là ra sao, thì hai hãng này chưa có trả lời. Moderna và Pfizer thì hai hãng này là một là không có trả lời, hai không có nói gì về chuyện này hết. Ngày hôm nay, chính phủ của Hoa Kỳ họ đưa ra họ cảnh báo cho biết về cái chuyện mà COVID-19 biến thể hiện tại ngay bây giờ nó đang bị nguy hiểm và chết rất là nhiều người. Và đây là còn chết nhiều người thêm nữa về cái COVID-19 này. Đó là theo ông Boris Johnson, ông nói cho biết về cái chuyện mà COVID-19 ở bên nước Anh. Hiện tại ngay bây giờ họ biết được là COVID-19 này nó sẽ gây ra chết nhiều người. Hồi đó họ chỉ báo cho biết là chỉ lây nhiễm thôi. Ngày hôm nay họ báo cho biết là chẳng phải lây nhiễm nhanh mà còn chết nhanh nữa. While Dr. Anthony Fauci says he believes the vaccine will still be effective. Và theo của ông Dr. Fauci, ông nói về cái chuyện COVID-19 này đó thì nó vẫn còn bị lây nhiễm rất là nhiều. Đây là ông Dr. Fauci, ông nói cho biết về cái chuyện mà COVID-19 của ở bên UK biến thể đó thì đây là nó cũng rất là mạnh về cái chuyện này và nó cũng rất là nguy hiểm. In the ability of the vaccine to contain and block this virus, cái thuốc ngừa của chúng ta đang có đây thì cũng có cái cơ hội chặn lại virus của ở bên UK qua. Not going to have a significant impact on our vaccine program. Đây là cũng không ảnh hưởng cho nhiều về cái chuyện mà thuốc ngừa của COVID-19 trên nước Mỹ. Even with the vaccine, the CDC warns the UK variant could be dominant in the country by March. Cho dù hiện tại ngay bây giờ có thuốc ngừa của COVID-19 ở trên nước Mỹ, CDC ra cảnh báo cho biết COVID-19 của bên UK nó sẽ lây nhiễm nhanh nhiều trong tháng 3 kế tiếp đây ở trên nước Mỹ, sẽ kêu bằng chiếm hoàn toàn ở trên nước Mỹ về cái chuyện COVID-19 của bên UK biến thể này. Và hiện tại ngay bây giờ còn thêm hai cái nữa, đó là cái COVID-19 ở bên South Africa, rồi COVID-19 biến thể bên Brazil nữa, cho nên hai cái biến thể bên đó đang xảy ra nữa. Ngay bây giờ thì hai cái COVID-19 biến thể bên South Africa và COVID-19 biến thể bên Brazil chưa có bị lây nhiễm nặng ở trên nước Mỹ. Và hiện tại ngay bây giờ, chính phủ Hoa Kỳ họ nói là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cái số người chết tăng lên rất là nhiều, tại vì ngay bây giờ là có nhiều cái virus khác nhau đang hoành hành, cho nên nó bị như vậy. Theo bà bác sĩ, bà nói cho biết hiện tại ngay bây giờ có nhiều COVID-19 đang xảy ra trên thế giới và cũng lây nhiễm cho nhiều nước khác nhau, giống như nước Mỹ sẽ có nhiều cái chuyện mà COVID-19 như vậy xảy ra ở trên nước Mỹ nữa. Cho nên chúng ta phải coi lại những gì chúng ta làm hổm rày, chúng ta làm gì đó, có lẽ là chúng ta phải làm nhiều hơn cho nó khá về cái chuyện COVID-19 hiện tại như bây giờ. Đây là theo cái chương trình mà của ông Tổng thống Joe Biden. Ông làm cách nào để đấu tranh với COVID-19. Và ngày hôm nay, ông Tổng thống Joe Biden, ông ký ra một cái giấy mới đưa ra về cái chuyện mà travel, giống như đi tới đi lui như thế nào. Và đây là cái luật lệ mới, những cái người nào từ ở nước ngoài đi vô trong nước Mỹ sẽ như thế nào. Cộng luôn những cái người Mỹ đi từ ở nước ngoài đi trở về nước Mỹ, giống như hồi trước đã từ Mỹ đi chơi rồi đó, thì bây giờ đi trở về thì cũng phải theo cái luật lệ như vậy. Những cái người mà trước khi lên máy bay là phải cần test COVID-19 trong vòng 3 ngày thôi, nếu mà nhiều hơn không được, trong vòng 3 ngày thôi trước khi lên máy bay, để coi mình có bị nhiễm COVID-19 hay không mới được đi. Và trước khi lên máy bay là phải đưa tờ giấy cho hãng máy bay, họ xem là chắc chắn là mình đã test rồi và không có bị nhiễm COVID-19 mới được lên. Theo của những người doctor hiện tại như bây giờ, họ đưa ra cái trình cảnh báo những gì mà ông Tổng thống Joe Biden đang làm, kêu ký giấy làm vậy đó. Thì mấy cái đó thì thật sự nó chưa có đủ. Theo của bà bác sĩ, bà nói với tỷ như trường hợp của COVID-19 ở trên nước Mỹ nó đang tăng lên nhiều, thì có lẽ là chính phủ phải đưa ra những cái nước nào có thể tới ra sao thôi, chứ không phải cho tất cả nước, cái kiểu như vậy mới khá cho về COVID-19 sau này. Và cả luôn ngày hôm nay, ông Tổng thống Joe Biden, ông ký ra cái giấy đưa là bắt buộc tất cả những cái người đi vô trong những building của chính phủ, tòa nhà chính phủ này kia đó, là phải cần đeo khẩu trang. Giống như đi lên máy bay rồi phải cần đeo khẩu trang, rồi lên xe train, xe lửa, xe điện này kia đó, phải cần đeo khẩu trang, rồi tới phi trường cũng vậy, phải cần đeo khẩu trang, vô mấy building cũng phải cần đeo khẩu trang. Đây là theo của Flight Attendant, họ cũng đồng ý về chuyện này đó. Cũng có một mớ người họ đi lên máy bay, họ không muốn đeo khẩu trang, cho nên ngay bây giờ thì những cái tiếp đại viên này kia cũng đang gặp khó khăn đó. It's not to make your travel journey any more difficult, it's to protect everyone on the... Không phải là làm cho cái chuyến đi của chúng ta đi đây đi đó càng thêm khó khăn, nhưng mà đây là cái chuyện mà làm như vậy bắt mọi người đeo khẩu trang để bảo vệ cho tất cả mọi người.